Tôi viết một câu chuyện, chuyện loài có điên sống trong vùng tâm tôi. Chuyện thật xa xưa, bây giờ còn nhớ, xin kể cùng người nghe. Ngày xưa nơi một thôn nghèo, có đôi nhân tình sống thật là ấm êm. Buôn bán nàng ngược xuôi để nuôi chàng tháng ngày, rủi bài sự kinh. Năm ấy nhà vua truyền mở hội khoa thi, khen thêm người tài đức. Nàng vội lo toan cho chàng lộ phí để lên kinh dự thi. Ngày đi tay cầm tay buồn, biết bao nhiêu lời hứa hẹn thế sắc son. Anh nhớ ngày vinh hoa, thề không phụ ơn nàng, khổ nhọc ngày đi. Thế rồi ngày tháng qua, nơi kinh thành xa xôi, chàng đi mãi không về. Quê nghèo nàng trông ngóng, hun hút bóng tin chàng, nên buồn đau héo hon. Thế rồi, rồi một hôm, tin từ kinh đô báo, chàng nguyên về quê nghèo đón người xưa dẫu yêu. Nhưng khi về đến thì nàng mới chết đêm qua, sau những ngày tháng đợi chờ. Thương tiếc người chung tình, chàng chuyên đắp xây mộ nàng bằng đá quý. Chợt một đêm sau, ngay trong lòng đá mọc một loài cỏ xanh. Lạ thay khi trời đêm tàn, lúc sao mai về bỗng loài cỏ héo hon. Hôm sau lại xanh tươi, nên người ta gọi là loài cỏ đêm. Kinh thành xa xôi, chàng đi mãi không về. Quê nghèo nàng trông ngóng, hun hút bóng tin chàng, nên buồn đau héo hon. Thế rồi, rồi một hôm, tin từ kinh đô báo, chàng nguyên về quê nghèo đón người xưa dẫu yêu. Nhưng khi về đến thì nàng mới chết đêm qua, sau những ngày tháng đợi chờ. Thương tiếc người chung tình, chàng chuyên đắp xây mộ nàng bằng đá quý. Chợt một đêm sau, ngay trong lòng đá mọc một loài cỏ xanh. Lạ thay khi trời đêm tàn, lúc sao mai về bỗng loài cỏ héo hon.
xanh tươi nên người ta gọi là loài cỏ đêm. Hôm sau lại xanh tươi nên người ta gọi là loài cỏ đêm.